Lại là một đêm mất ngủ nữa với những người hâm mộ bóng đá khi vòng chung kết UEFA Euro 2024 đã mang đến những bữa tiệc bóng đá thịnh soạn với những người thưởng thức. Các bảng ABC đã đi qua lượt trận thứ hai với những diễn biến bất ngờ. Còn hôm nay, chúng ta sẽ đến với bảng D, lượt trận cầu tâm điểm trên Leipzig Stadium giữa đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Pháp hứa hẹn sẽ diễn ra với những diễn biến khó lường nhất. Khi chúng tôi đánh bại Hà Lan ở vòng loại, họ đã thiếu 5 hoặc 6 cầu thủ chủ chốt. Đó không phải là một đội bóng có đội hình mạnh nhất và điều đó đã được chứng minh bằng kết quả tại vòng loại. Hà Lan giờ đây sẽ là một đội mạnh hơn nhiều so với đội tuyển mà chúng tôi phải đối mặt ở vòng loại. Chúng tôi sẽ đặt mục tiêu là giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Trường hợp của người Hà Lan, mục tiêu cũng sẽ không thay đổi khi giành chiến thắng trong trận đấu này và vượt qua vòng loại. Đó là những phát biểu của huấn luyện viên Didier Deschamps trước trận đấu quan trọng với Club màu da cam. Nhưng thay vì nghĩ về 5 hay 6 cầu thủ chấn thương của Hà Lan, có lẽ vị trí lực gia 55 tuổi này nên lo cho nhân sự của đội mình trước khi Le Blues sẽ chắc chắn không có sự phục vụ của tiền đạo thủ quân Kylian Mbappe. Mbappe đã bị gãy xương mũi trong trận thắng Áo 1-0. Liên đoàn bóng đá Pháp sau đó cho biết tiền đạo 25 tuổi may mắn không cần phẫu thuật nhưng sẽ đeo mặt nạ thi đấu trong phần còn lại của Euro 2024. Một số nguồn tin cho rằng Mbappe sẽ chỉ bỏ lỡ một hoặc hai trận còn lại của vòng bảng. Tuy nhiên, theo RTL của Pháp, tân binh của Real Madrid cần ít nhất 2 tuần để điều trị gãy xương mũi. Huấn luyện viên Deschamps dự kiến sẽ triệu tập Olivier Giroud để lấp khoảng trống. Cầu thủ 37 tuổi đang phải đối mặt với một số cơn đau ở háng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến khả năng dẫn sàng thi đấu của anh. Eduardo Camavinga chấn thương mắt cá chân và Aurelien Tchouameni lật cổ chân cũng được cho là đã bình phục hoàn toàn. Nhưng cả hai đều không thể thay thế N'Golo Kanté, người đã chơi thực sự xuất sắc trước đội tuyển Áo. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Ronald Koeman đã chào đón những thông tin tích cực trên sân tập. Khi trận cầu đinh với Pháp vào rạng sáng thứ bảy này, huấn luyện viên trưởng của Hà Lan sẽ có lực lượng khỏe mạnh nhất để sẵn sàng đòi nợ đội tuyển Pháp tại Leipzig. Brian Brobby, người vắng mặt trong chiến thắng đó vì vấn đề Gunquell, hiện đang tập luyện trở lại cùng đội. Anh sẵn sàng ra sân khi được trao cơ hội. Joe Verman đã phải nhận thẻ vàng trước Ba Lan. Nếu nhận thêm một thẻ vàng trước Pháp, anh sẽ bị treo giò lượt trận cuối. Whitehorse tỏa sáng rực rỡ khi vào sân từ băng ghế dự bị. Nhưng có lẽ 20 phút cuối cùng, lúc đội gặp bế tắc, sẽ phù hợp hơn với cựu cầu thủ của Manchester United và Memphis Depay sẽ tiếp tục đá chính. Cả Hà Lan và Pháp đều chưa chứng tỏ những gì tốt nhất ở lượt trận ra quân. Và ở một trận đấu đỉnh cao như thế này là cơ hội để họ chứng tỏ bản lĩnh và tham vọng của mình. Pháp được đánh giá cao hơn một chút nhờ những ngôi sao ở cả ba tuyến. Họ còn áp đảo hoàn toàn về thành tích thi đấu gần đây. Tuy nhiên, đây là giải đấu mà bản lĩnh và cái tôi của các đội bóng lớn sẽ phải được thể hiện. Và nhà vô địch Euro 1988 sẽ không ngần ngại tấn công và giành 3 điểm trước đội tuyển Pháp không có Kylian Mbappe. Huấn luyện viên Ronald Koeman đầy tự tin trước trận đánh lớn này khi những cầu thủ chủ chốt đã có tinh thần và trạng thái ổn định để ra sân vào đêm nay. Nếu bạn thắng trận đầu tiên, điều đó mang lại sự bình tĩnh và tự tin và chúng tôi sẽ cần tất cả những điều đó trước một đội tuyển Pháp rất mạnh. Đội mà chúng tôi thi đấu rất nhiều trong những năm gần đây. Chúng tôi biết Le Blues mạnh như thế nào, nhưng đội tuyển Hà Lan vẫn sẽ hướng đến lối chơi của mình đã đề ra. Trong trận đấu đầu tiên, có rất nhiều điều tốt đẹp và cũng có một số thời điểm đáng lẽ chúng tôi phải chơi tốt hơn. Chúng tôi sẽ phải chủ động hơn trong trận đấu này. Đội tuyển Hà Lan khả năng cao sẽ ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 trong trận gặp đội tuyển Pháp. Hàng hậu vệ sẽ có Danger Dumfries, Stephen De Vrij, Virgil van Dijk và Nathan Ake. Bộ tứ này sẽ án ngữ trước thủ thành Bart Verbruggen, người có trận đấu khá tròn vai trước trận thắng Ba Lan. Ở hàng tiền vệ, huấn luyện viên Koeman thiếu những tiền vệ ngôi sao như Frankie de Jong, Martin de Roon hay Tuun Kobmeiner. Tuy nhiên, Jadis Chutan và Joe Verman sẽ là đối tác vững chắc ở giữa sân với vai trò phòng ngự. Tijani Reijnders sẽ tiếp tục giữ vai trò số 10. Trong khi đó, Xavi Simon, Cody Gakpo và Memphis Depay vẫn sẽ là bộ ba đáng tin cậy với huấn luyện viên Ronald Koeman. Không may mắn như người đồng nghiệp ở đội tuyển Hà Lan, huấn luyện viên Didier Deschamps có mối lo ngại lớn về chấn thương của các học trò có thể cản trở sự chuẩn bị của đội tuyển Pháp trước chuyến hành quân đến Red Bull Arena Leipzig. Tân binh mới được công bố của Real Madrid, Kylian Mbappe đã bị gãy xương mũi trong trận mở màn chiến dịch UEFA Euro 2024 với đội tuyển Áo. Trong khi Mbappe sẽ chỉ sẵn sàng cho giai đoạn vòng loại trực tiếp, đồng nghĩa Olivier Giroud sẽ trở lại đội hình xuất phát 11 người, cùng với Ousmane Dembele, Antoine Griezmann và Marcus Thuram trong bộ tứ tấn công. Đội tuyển Pháp sẽ ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 gặp Hà Lan, với Mai Mainan không thể thay thế trong khung gỗ. Hàng phòng ngự sẽ có Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano và Theo Hernandez. Đặc biệt, Hernandez sẽ mang đến một mối đe dọa đáng kể ở 1/3 cuối sân với những pha tăng tốc và những đường truyền đem đến một mối nguy hiểm lớn dành cho hàng thủ được chỉ huy bởi Virgil van Dijk bên phía Hà Lan. Cuối cùng, N'Golo Kanté và Adrien Rabiot sẽ là cặp bài trùng ở vị trí thấp nhất nơi hàng tiền vệ. Hà Lan và Pháp liên tục nằm chung bảng đấu ở những giải đấu gần đây. Tại vòng loại Euro 2024, hai đội nằm chung bảng. Ngoài ra còn có sự góp mặt của Hy Lạp, Cộng hòa Ireland và Gibraltar. Những chú gà trống Gô Loa thể hiện sự vượt trội với việc giành chiến thắng cả hai lượt trận. Kylian Mbappe cùng các đồng đội đã thắng 2-1 trên sân Johan Cruyff Arena và 4-0 trên sân nhà.
Tại Nations League 2018, đội tuyển Pháp thắng 2-1 trên sân nhà nhưng thua 0-2 trên sân của đối thủ. Xa hơn nữa, tại vòng loại World Cup 2018, Hà Lan thất thủ 0-1 trên sân nhà và tiếp tục phơi áo 0-4 trên sân khách. Tính ra 6 lần đối đầu gần đây nhất, đội tuyển Pháp áp đảo với 5 chiến thắng và chỉ thua 1. Trận đấu vào rạng sáng thứ Bảy sẽ là lần gặp thứ tư giữa Hà Lan và Pháp tại Euro. Pháp chiếm ưu thế khi giành chiến thắng trên chấm phạt đền ở tứ kết Euro năm 1996, trong khi Orange thắng cả 2 lần chạm trán ở vòng bảng, 3-2 ở Euro năm 2000, 4-1 năm 2008. Pháp đã thắng 7 trong 8 trận gần nhất gặp Hà Lan trên mọi đấu trường, ngoại trừ trận thua 0-2 tại UEFA Nations League vào tháng 11 năm 2018. Chỉ có 4 trong số 30 trận đấu trước đó giữa Hà Lan và Pháp kết thúc với tỷ số hòa. Đội tuyển Pháp có thể thắng 2 trận mở màn tại giải vô địch châu Âu UEFA lần thứ 4. Trong 3 lần trước đó, họ đã đều làm được điều này và họ đều vào đến trận chung kết vào các năm 1984, 2000 và 2016. Hà Lan là đối thủ ưa thích của Kylian Mbappe, người sẽ không thể ra sân trong trận đấu tới. Cựu tiền đạo PSG đã ghi 6 bàn trong 5 trận gặp Hà Lan, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác trong sự nghiệp khoác áo tuyển Pháp. Bàn thắng đầu tiên của anh cho The Blues là vào lưới Hà Lan vào tháng 8 năm 2017. Cả hai đội đều chưa thể hiện hết khả năng ở lượt trận đầu tiên, nhưng vẫn giành được chiến thắng với cách biệt một bàn để đứng đầu bảng xếp hạng trong bảng của mình. Tuy nhiên, Hà Lan sẽ tìm cách tấn công nếu Kylian Mbappe không thể góp mặt trong đội hình xuất phát tại Red Bull Arena Leipzig. Pháp vẫn có cơ hội giành chiến thắng cao hơn ngay cả khi Mbappe không thể đối đầu với đối thủ yêu thích của mình vào rạng sáng thứ Bảy. Huấn luyện viên Didier Deschamps có một đội hình dày đặc những ngôi sao, có thể tạo ra vô số cơ hội ở 1/3 cuối sân cuối cùng. Tuy nhiên, Virgil van Dijk của các đồng đội sẽ gia cố hàng thủ Hà Lan để đảm bảo The Blues không có nhiều khoảng trống trước khung thành của Bad Verbruggen. Bởi lẽ đó, tờ The Hard Tackle dự đoán trận hòa 1-1 giữa đội tuyển Hà Lan và Pháp. Theo Sportmoor đánh giá, xét về phong độ hiện tại, Hà Lan và Pháp không thua kém nhau. Nếu như Hà Lan thắng 4 trên 5 trận gần đây, thì Pháp thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong cùng thời gian. Đây là trận đấu có tính chất quan trọng, cả hai chắc chắn sẽ không mạo hiểm. Có lẽ, cả hai đội sẽ hài lòng với một điểm sau khi trận đấu kết thúc. Trong đó, Derek Brockman, phóng viên người Hà Lan đang có mặt tại Đức chia sẻ quan điểm về trận đấu đêm nay. Đội tuyển Hà Lan tạo ra rất nhiều cơ hội trước Ba Lan, nhưng cuối cùng phải cần đến sự tỏa sáng muộn màng của cầu thủ vào sân thay người Good Weghorst mới có thể giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, Ronald Koeman khó có thể thay đổi đội hình xuất phát của mình cho trận đấu sẽ diễn ra gay cấn với người Pháp. Đội tuyển Hà Lan có chiều sâu đội hình, toàn bộ 3 tiền đạo đã được thay thế trong trận đấu với Ba Lan là ví dụ điển hình cho dàn nhân sự chất lượng. Vì vậy chắc chắn, cơn lốc màu da cam sẽ khiến sự chuẩn bị của Pháp không diễn ra như kế hoạch với sự thiếu vắng của ngôi sao số 1 Kylian Mbappe. Có lẽ tỷ số 2-1 là hợp lý trong hoàn cảnh này đối với người Hà Lan.